nhờ thấy chưa mà hôm nãy chẳng may mà cái bắt chương trình giúp đỡ và mới biết bà con mình với nhau chém cầu cứ biết cho nên nó chết rồi hết rồi hồng gái đi con mắt đâu có mà mại không đó ở đó có một mình ở Ninh Tân đây này ở Ninh Tân này. Lúc mà ra đây thì lâu quá thì thôi nó khổ quá, làng cũng khổ quá thôi giờ ơi ở nhà cho con với hai đứa em con đi làm vô cho Nha Trang làm mướn đi mà đi lén cho ông cũng không cho đi. Vậy là hồi đó hai chị em sống ở cùng ở Nha Trang có hay đi lại thăm nhau không? Ít hay gặp nhá, hồi chưa có chồng chị em gặp nhau rồi bắt đầu chỉ có chồng rồi bắt đầu cái gì tỉ lạc hết không có quay lại hết trơn nữa. Bây giờ nếu mà ấy gà thì cũng già rồi tôi phải giàu có nè, con cái nó đến tới em út rồi nó đến tới cũng nghèo khổ. Giờ nhiều khi lắm lúc đó, nó khổ cũng như mình vậy là tiền ở đâu mà nó về đây nữa. Nó vô đây nó tìm bà chị. Người mới ngày đông những phương nào xa lạ. Đây ạ, chú Ni đấy, có nhớ chú Ni không? Tiệm những đêm thâu cho phút giây này có ai ngờ chợt đến như chưa đến tên cha tên cha tên con đấy cha con ước mơ mấy bà chị chỉ chị đi làm ấy tên chị nào còn tên kia nữa tên Xuân Xuân là tôi Xuân á hả ôi còn tên nữa tên bà chị nữa cũng là một gia đình ở xa đoàn tụ lại cũng là